khảo người. Em bình bán. Không chơi tới đây thôi được rồi. Tao với bộ ấy rồi. À chưa chưa được chưa được. Rồi. Thôi thôi thôi. Mày bỏ cái thấy khúc anh đúng chưa? Mình đã cái làm ba lớp mấy được hả? Chúng nào nhỉ? Sân học hải vị ăn mấy quái vật đó hả? Lấy cái này xuống đi. Em đi con cái này em đi. Em con cái này nha mà. Vâng, chưa được đủ đó. Từ từ nè, muốn muốn máy nè. Bây giờ nó sôi. Con bịch của mình đây. Đây là con. Em cắt cho nguyên không hả? Đây là con trứng chân châu. Chào con. Muốn cắt thì cắt. Cái nguyên nó cũng ngon lắm anh ông. Lấy cái kéo ra cho nhau. Kéo này kéo nó mắm. Ăn thử cái chân trâu ngon ngon không? Nó vô dẻo như chân trâu thiệt luôn á. Thiệt. Nè lên. Nâu ra vô đây. Được rồi. Cho nâu vô ăn đi. Xin chào, xin chào. Cho anh Thái anh nhắn cho anh. Ồ, một chân ngon thử nhỉ. Ba chúng nó to như là chân trâu thật. Vậy thì quý con cái chỉ có con. Dạ con. Ngon cái trứng như ấy á. Ồ, cái trứng ngon á. Mẹ ăn được trứng chưa mẹ? Mẹ đã ăn chưa? Nè, chắc phim chưa ăn đâu. Nó dài dài như chân trâu thiệt luôn á. Ngon. Ăn cái đây nè ngon. Vừa mới không gặp bữa ở chảo đêm kích lần 2 phải không? Lần 2 lần 4. Kéo kim lên là bắt đầu mình nạo hết. Ăn nó mới đúng kiểu của nó. Dỡ lên đó thấy không bây giờ múc đó mọi ai mấy lúc ăn con đây cũng vậy nè. Ồ, nó cũng có trứng vậy á. Đó nè đang ăn đi mình vô kêu ông bầu vô đây đó nấu cho ăn đi kêu ông bầu vô đây có một cái con là con đang ốm nè con đang ngon nè qua đây ngồi đây đây thằng đếp nó ăn không vậy chứ không ăn không ăn con ngọt luôn một chấm là nó mất vị rồi đó ăn không vậy đây này múc lấy cái muỗng nạo cái đường xung quanh đây này ăn hết á ăn hết á còn nguy á là cái con này vậy mà em ăn nó dễ hơn là ăn cua gà hoặc là anh nên nó thôi con thử ăn múc ra đây cào 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 khải khải ra cào 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 là anh thôi bẻ hết nó cái trứng đấy con này trứng hết á con này trứng ngon thơm không con ăn cái này đi con máu kiểu có ăn cái này ăn cái đá không cần gia vị á không cần gia vị không cần gia vị đâu có ngọt nướng đâu cần gia vị đâu dâu ơi dâu ơi dâu mẹ vô đút cho này dâu con xin ăn đâu ai không